Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Long vừa ở trên nhà chó Vàng xuống các bạn ạ. Và vừa nãy có chở đồ để gửi ở đây rồi, nhờ các cháu trông giúp. Long quay đây để tiếp tục gửi tặng những cái món quà tới hai gia đình ở đây. Có hai mẹ với cả 11 con đấy. Ui ôi, bé bị ấy này, hôm nay ăn mặc đẹp thế. Quần áo mới sao ấy. Vừa gặp Hầu ở trên đường đi lên nhà chó Vàng ấy. Giờ em ấy cũng về đến nhà rồi. Lo mó chưa Hầu ơi? Lo mó chưa? Chưa. Đấy, con cái ăn mặc sạch sẽ nhỉ. Đấy nhà, tiến bộ. Mới ra thế này à? Làm cái này để làm gì? Nhốt gà vào đây á? Ôi sao quây gà ngay trước cửa nhà này? Không còn chỗ nữa à? Lưới liếc chẳng đủ. Một hai con này giúp tạm. Hơi hôi tí nhỉ. Đấy, con gái bôi thuốc các thứ vào, hôm nay mặc quần áo đẹp thế. Xinh gái. Lúa. Đây. Lúa hôm nay không mặc quần rách nữa rồi nhỉ. Đấy. Quần. Đây. Đấy, con cái mặc quần áo sạch sẽ nhỉ. Được. Còn một con hay trốn, vẫn trốn à? Con hay trốn đâu? À, dưới nhà chị Du à? Hay trốn á. Đây các bạn ở nhà Hầu này thì nhỏ nhỏ bé bé này. Mà vẫn còn đỡ nghiêng hơn những cái gia đình khác. Sạch sẽ này thì tốt quá nhỉ, đi vào nhà một tí con. Ây giời ơi. Đấy, nhà cửa hôm nay sạch sẽ nhỉ. Từ người cho đến nhà cửa này. Mới mua được cái ấm này. Để đun nước uống này. Hả? Thế à? À có một mạnh thường quân tặng à? Đấy nhà cho sạch sẽ như này chứ. Lần nào đến nó phải có một sự tiến bộ nhất định. Chứ còn nhà cửa một cái ấy thì không được đâu. Này cắt cỏ, hôm nay cắt cỏ cái thứ là vun vào sạch sẽ như này. Đấy, để trong nhà nó không bị héo, còn cho bò ăn. Cỏ mới cắt về để gọn lên đây, bí cái thứ xếp gọn vào. Ồ, tương đối ổn. Cái túi vừa chú đưa cho để đâu rồi lúa? Cái túi, hai túi chú vừa đưa cho, cái túi đồ ấy, chú bảo trông cho để đâu rồi? Cầm hết xuống đây nào. Còn một túi. Một túi nữa đâu? Một túi nữa đâu? Ờ. Đi đi xách xuống đây, xách xuống đây với chú. Đi Hầu ơi, Hầu xuống nhà chị Dua với anh. Đi. Xuống đấy thì hai nhà phát quà với cả nói chuyện một thể. Xuống nhà chị Dua có cái sân nó rộng rộng. Ngô nhé em à. Đấy, tẽ xong rồi phơi ra kia nhỉ. Yeah. Gỗ nhà ai nhiều không đấy? Trên tông này cho. Giờ tới chỗ này này. Của gia đình à? Đấy, mấy nữa mà có làm nhà, sửa nhà các thứ là có gỗ đỡ đi được phần nào nhỉ? Chào chị Dua nhá. Hôm nay nhìn tươi tỉnh đấy. Thu ngô xong chưa? Má hết ngô về nhà chưa? Hết rồi à? Chào con gái, chào chú chưa? Các bạn này. Ừ, lại trốn hết đi này nào. Ừ. Đi vào đây đi. Đấy, ôi dồi ôi. Bé ốm kia sao cởi chân ra kia? Hả? Dú. Mặc áo cho con ốm cái đi. Dúa, sao nó cởi trần nó kia. Đấy, đây tất cả các con đấy nhỉ. Nên là 2 này, bé hay trốn 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 10. Sao nhiều thế? À, còn một bé, hai bé đến chơi nữa. Mười mấy cháu này.
Ôi nhiều bí nhỉ. Đây này. Thu được rất là nhiều bí luôn này. Ở đây họ hay trồng cái bí vàng này. Trên những cái mái nhà hoặc là neo ở trên những cái vách đá cũng có. Cái này bỏ hột ra này. Để cái bì này vẫn ăn được, nấu canh được. Sao bổ ra nhiều cái này. Chắc làm hạt giống à? Chi gì? Chi rua? Rua rồi. Làm giống à? Quả nào già bổ ra làm giống quá. Đấy. Nhìn các cháu nhà chị Hầu hôm nay sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng. Chi rua, rua cũng phải thế nhá. Mặc quần áo cho con đừng để cởi chuồng như thế nhá. Ừ. Bế lên đi Hầu, bế lên. Không khóc. Bông lên. Đấy các bạn, hôm nay thì đầu tiên là có món quà của một bạn giấu tên. Bạn có gửi lên cái thùng cát tông ấy. Nhưng mà cái thùng đấy nó hơi bị vuông, nó rộng. Nên là hai anh em đi một xe máy không chở được. Cái long chia ra hai cái túi này để treo hai bên, để di chuyển cho nó dễ dàng hơn. Thì bạn ấy có gửi bánh kẹo cho các cháu nhỏ này. Đâu rồi con gái lớn, con cầm chia cho các em, chia cho các em, đưa cho mẹ với các em. Đấy, chia hết cho mọi người. Đấy, con gái lớn của chị Dua ngoan lắm các bạn ạ, cháu hiền lành lắm. Rồi tất cả bánh kẹo thì các bạn ạ, bánh kẹo cứng rồi bánh mềm các thứ. Chị gửi rất là xa về đến đây đấy. Đây này, có một chai nước mưng nước mắm này, chị gửi thì gia đình nào thiếu thì dùng nhá. Gia đình hai gia đình nào cần hơn thì dùng. Dầu gội đầu này. Mì chính này. Với cả những gói bột canh. Bánh kẹo này. Đây chị có gửi và bạn ấy dặn là những cái đồ này là quan trọng này. Đây là thuốc giun các bạn ạ. Thuốc giun kiểu thuốc giun cỏ núi đấy. Ngày xưa hay được gọi là thuốc giun cỏ núi đấy. Thì bụng của bé nào cũng to này, chắc giun sán nhiều lắm đây. Thì bạn ấy có gửi, bạn ấy dặn là mỗi bé sẽ uống một cái viên thuốc giun cỏ núi này đấy. Em đây chỗ này chắc là đủ đấy. Em bảo các chị bây giờ đi cho các cháu uống luôn. Mỗi cháu uống một của thuốc giun này. Còn chị Dua có một bé chưa uống được thì chị Dua uống một viên. Ừ. Bây giờ đi uống luôn, làm luôn. Hầu ấy. Bảo Hầu ấy, Hầu nó làm con đỡ con nhỏ làm được. Bảo Hầu ấy. Bảo Hầu lấy nước xong nó uống. Bạn giấu tên bạn có gửi cái thuốc giun của núi này. Ngày xưa hồi bé Long cũng được bố mẹ cho uống nhưng mà không nhớ là uống vào thời điểm nào. Định bóc ra cho các cháu uống luôn nhưng mà nghe em Sùng chia sẻ bảo em bảo hôm trước em ấy cũng mua cho các cháu nhỏ trên bản thì quầy thuốc người ta dặn là uống vào lúc khoảng 7-8 giờ tối ăn cơm xong mới uống. Thì thôi cứ nghe theo bác sĩ nhá. Thì không biết bởi vì cái này là bạn ấy gửi lên thì bạn bảo cho mỗi bé uống một viên. Với cả chị này là có con nhỏ cho con bú thì uống, chị uống một viên để cho con bú. Thì cứ để thế thôi, nghe theo Sùng, nghe theo bác sĩ rồi để thế em bảo chị đi. Dặn là mỗi bé uống một viên này. Tối ăn cơm xong uống. Cái chỗ nào chỗ cháo mà nó của cho mình nhớ ý chả mua tờ gì chưa cảnh tên mà mua cho mình nhớ nó mua thẳng mà mua cho mình nhớ ý thử hỏi khu á. Chỉ sợ này hỏi khu tờ. Cái chỗ nó nhá nhá đi đâu hào nó của chùa cho cha rồi. Anh em mỗi bé tất cả nhá, nhà Hầu là 5 con nhá. Còn nhà chị Dua là 6 con nhá. Phải nhớ đấy nhá. Phải nhớ phải uống đấy nhá. Còn cái còn túi này là túi bánh xà phòng tắm nhá, để rửa tay với cả tắm nhá. Gội đầu thì gội đầu bằng cái này. Gội đầu thì gội bằng cái này, còn cái này để tắm với cả rửa tay. Không được ăn vào mồm đâu nhá. Đấy bánh kẹo đây xong chia nhau ăn các con nhá. Đấy.
Hai nhà tự chia nhau có đồ như này. Đấy là món quà đầu tiên của một bạn giấu tên, được trân trọng gửi lời cảm ơn với bạn đã dành món quà rất là ý nghĩa từ gửi từ một cái tỉnh rất là xa xôi tới dành cho hai gia đình để cho các cháu tốt hơn về sức khỏe các thứ này, toàn chân đất này thôi run sán đầy trong bụng ấy. Thứ hai là có anh Thụy đang sinh sống tại Mỹ thì anh có gửi tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng thì hai gia đình phải giữ lại nhá. Long thì đang có ý nguyện là muốn ví dụ như các quý hảo tâm mà gửi cùng một lúc ấy, thì Long sẽ dành cái tiền khoảng 5 cho đến 7 triệu đồng sẽ dành để mua xi măng với cả mua bột đá để đổ cái nền nhà cho hai gia đình này. Bởi vì hai gia đình này thì cái nhà cửa tương đối là vững chắc rồi các bạn ạ, chỉ có mỗi cái nền nhà là nền bằng đất này thôi. Định là các quý hảo tâm mà gửi cùng một lúc ấy, tiền về thì Long sẽ làm cái việc đó, nhưng mà vì là quý hảo tâm là cứ mỗi quý hảo tâm lại xem được một thời điểm khác nhau và gửi cái mỗi người gửi 500, người 1 triệu vào những thời điểm khác nhau thì Long cũng rất là sốt ruột, bởi vì muốn là các quý hảo tâm gửi cái là mình phải dùng tiền để tặng gia đình ngay, nên là thường thường là sẽ hai gia đình này đa phần là đến tặng tiền mặt là nhiều. Giá kể mà gửi cùng một lúc thì sẽ đổ cái nền nhà các thứ này, thì cũng dặn hai chị luôn là bây giờ tặng hôm trước tặng gia đình này 3 triệu, tặng gia đình này hơn 4 triệu rưỡi đấy. Thì cứ giữ lại gom lại, sau này mà còn các quý hảo tâm nào gửi thêm vào thì mình sẽ dành cái tiền đó, gia đình sẽ chủ động làm cái nền nhà. Lúc đấy thì anh sẽ lên anh hỗ trợ, đấy em bảo với các chị như thế. Thì cái tiền này để hết sức tiết kiệm nhá, việc gì dùng cần thiết thì dùng nhá, còn không thì mình sẽ giữ lại để sau này còn đổ lên nhà nhá. Đây của nhà hầu đây. Ô chầu cảm ơn nè. Của chị Dính đây, của chị Dua đây. Nhớ kỹ giúp em nhé, là tiền này mình dùng vào những việc gì cần thiết nhất cho cuộc sống hàng ngày. Còn dư bao nhiêu là phải dành cả cái tiền hôm nọ nữa. Cái tiền hôm nọ với cả tiền hôm nay, rồi sau này mà các quý hảo tâm nào mà chung tay ủng hộ hai gia đình nữa thì em sẽ gom vào để dành tiền để đổ cái nền nhà cho sạch sẽ nhé. Thưa với toàn thể quý hảo tâm, quý khán giả thân mến, là đối với những hoàn cảnh khó khăn này thì mình phải trực tiếp mình tham gia và mình giúp đỡ người ta, ví dụ như làm nhà, làm cửa, đổ nền nhà, phát triển kinh tế cơ thì nó mới được lâu dài. Chứ còn tặng những món quà này thì rất là cấp bách, cần thiết, cấp bách thôi. Nhưng mà sẽ chỉ giải quyết được cái vấn đề ngắn hạn thôi các bạn ạ, đó là như thế. Mọi người ví dụ như là đưa tiền cho thì mua gạo, mua ghiếc, để ăn thì đúng là miệng ăn thì núi lửa bao nhiêu cũng hết. Mà ví dụ như mình gom được cái quỹ và mình làm được cái nền nhà, mình mua được con dê các thứ hay là chăn thả như thế thì cuộc sống mới thay đổi rõ rệt được. Đó là cái ý kiến của cháu Long là như vậy. Bé ăn này, kẹo này. Mấy bé này ngại toàn trốn thôi. Nhìn thấy bánh kẹo thèm lắm rồi nhưng mà cứ ngại trốn nhỉ. Đây, cầm vào trong nhà ăn. Này, con cầm vào đi. Cầm đấy, cầm mấy chị em ngại cầm vào trong nhà bốc ăn. Ủa thân ngại. Bé này là bé ốm đây đúng không? À bé này bé ốm này. Hai bé này giống nhau, toàn bị nhầm với nhau này. Ốm. Đứng dậy ăn uống được rồi. Con lò đi, ăn đi, con ăn được không? Để chú bóc cho con ăn được không nhé. Này. Lò. Nhớ nhá, nhớ cái thuốc run quả phải cho các con uống nhá. Chị Du uống 1 viên nhá. Còn chị Hầu không phải uống đâu. Đây không thì nhà Hầu cầm thêm này về, còn lại để cho nhà chị đây. Nhà Hầu cầm ít bánh ít kẹo này về, không tí lại ngại không dám chia nhau. Thì cho nhà Hầu cái chai nước mắm này đi, còn nhà chị Dua thì muối với mì chính. Xà phòng tắm này chia đôi ra. Xà phòng tắm này. Thuốc run cỏ núi nhà chị ấy là 5 đúng không? 2, 4, 5. Còn lại của nhà chị Dua. Đấy, chị Dua cất này đi nhá.
xong là gội đầu cho các con sạch sẽ nhá. Nhà nhiều con hơn với cả nhiều con gái hơn thì để cái dầu gội đầu lại cho các cháu, còn nhà bên kia nhiều trai hơn thì dùng xà bông tắm cũng được. Ừ. Chị ăn cơm chưa? Lo mõ chưa? Thế vào nhà đi, cho con vào nhà đi. Vào nhà đi, thế vào nhà đi ăn cơm rồi vào nhà đi. Em lên nhà chị hầu tí. Hầu cầm đấy. Đâu rồi? Lúa 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 lúa. Lúa con à? Lúa cầm, đấy cầm lên nhà. Đi về nhà đi con gái ơi. Đi đi về đi, không ngại đâu. Ra đây với chú. Bé này mỗi lần nong lên là đều chạy đi các bạn ạ. Mà cố gắng để cho các cháu quen quen dần đi. Đi đi về nhà đi, đi. Không sợ đâu, đi. Mổ chế. Mổ chế đi. Vẫn sợ à? Vẫn sợ à? Đi đi đi, đi mổ chế. Mổ chế, đi. Toàn chạy đi thôi các bạn ạ. Sợ ấy. Em lên trên nhà kia tí. Cho con cái nghỉ đi. Đi lên nhà hầu này xem cái con bò các bạn ạ. Thấy chịu khó cắt cỏ lắm nhưng mà long chưa được đi ra sau đấy bao giờ. Tại mấy lần đi ra đấy thì cháu gái này cháu ngại cháu chạy ra đấy nên nó long không dám ra. Mấy mẹ con dãy cỏ chỗ này sạch sẽ đường đi lại này. Nhà hầu này nó chịu khó đấy, sức khỏe có mà. Rồi, thì ăn cơm đi, nấu cơm ăn cơm đi em, nó mó đi. Anh sang xem con bò tí. Anh sang xem con bò tí. To không? Ô đâu rồi? À thế à? À trên này là con lợn. Cái bò này nhốt ở chỗ long để xe máy cơ. Ở chỗ dưới kia có cái chuồng. Cái chăn nuôi tốt ghê, có gà con này, nhiều gà lắm rồi đấy, hai cái chuồng đấy các bạn. Ở dưới đường đấy. Chị nhốt ở tận dưới đấy cơ. Nhà cửa me me bé bé này nhưng mà vẫn còn tương đối là chắc chắn. Sau này có gỗ rồi có lưới rộng ra lưới thôi. Nhà này về nhà cửa thì cũng chưa phải lo rồi. Có cái nền nhà đổ đi được cái tốt. Gái lớn này chạy đi gì à, chú rủ mãi về nhà ngồi một lúc này chạy đi luôn. Hay là hay ngại nhỉ. Con gái kia xinh lắm, con gái bị ghẻ tay kìa. Ra đây chú xem nào. Ra đây, con ra đây. Đây chú xem tay khỏi hẳn chưa. Bôi thuốc vào xem nào. Con gái xinh cái ra đây, ra đây. Ra đây. Không ngại đâu. Đưa xem nào. Kéo cái tay đi xem nào. Đây nó bong rồi các bạn này. Đây, đấy. Đỡ hơn hôm đầu rất là nhiều rồi. Đấy. Hết thuốc chưa? Không. Không, anh cầm tiếp thuốc lên hết chưa? Còn không? Chịu khó bôi cho con nhé. Lên nhà ngồi chơi một tí, xem mấy mẹ con ăn uống như nào. À, chú cảm ơn. Ừ. Chú, con cứ để đây, con cứ để cho chú sùng. Tí nữa chú ghi hình xong chú uống. Cái cháu biết rót nước uống cái này là tốt quá rồi. Cái cốc này cái sùng mang lên đúng không? Ừ. Uống nước nhá. Thì biết đun nước uống này nó vệ sinh chứ toàn uống nước lã rồi khổ. Nhà hầu hôm nay phải nói là đáng khen vì gọn gàng hơn rất là nhiều rồi này. Đồ đạc các thứ là để lên kệ sạch sẽ hơn rồi. Đấy. Đi vào thấy cháu lúa có nước thì rót nước cho các chú uống này. Cứ phải bảo các bạn ở trên vùng cao này thì phải cầm tay chỉ cho các cháu mới biết được. Chứ không thì cái tư duy của người ta ấy, mấy mẹ con ấy sắp cơm ăn cơm. Bé gái lớn thì vẫn ngại các chú lại chạy đi rồi. Thuần được mỗi một lúc. Bữa cơm hàng ngày đây. Có cái nồi gang nhỏ nhỏ như này xong là nấu cơm này. Nấu đầy quá. Em bảo chị Hầu lần sau nấu bữa nào nấu bữa đây nấu vơi vơi cho nó mới ngon cơm. Chứ nấu đầy cái này nó chẳng ngon đâu. Hoặc là mua cái nồi to hơn. Nếu mà nấu nhiều thì mua cái nồi to hơn thì nó mới ngon cơm chứ. Lúa không biết nấu à? Em con trai nấu cơm khéo rồi nhỉ. Chan với nước sôi thì các bạn ạ, đun nước sôi xong là ăn, hôm nay thì không kịp làm rau cỏ gì cả. Thế những cái bí này thì để ăn dần này em.
Sao ăn dè thế, đầy bí thế, sao không bổ ra nấu canh ăn hả Hấu? Không, nó là chỉ vô của Hấu tốt rồi. Nó nộp từ sẵn rồi. À, tức là ăn nhiều quá rồi thì chán rồi, không có ăn. Chán bí gì à? Khổ. Mấy bé có bánh có kẹo ăn ngấu ăn nghiến rồi. Vẫn chưa đủ no đâu, vẫn phải ăn cơm nữa thôi. Người vùng cao mà, ăn uống chén rượu đầy, ăn bát cơm to, chén rượu đầy mà. Ăn khỏe lắm, không có dinh dưỡng gì cả. Ví dụ có thịt thà thì nó còn có chất đạm các thứ, thì dinh dưỡng thì mới no được lâu. Chứ còn ăn cái này chỉ no một lúc thôi, nhưng mà đến 1-2 tiếng sau nó tiêu hết thì chả no được lâu. Ăn cơm này toàn tinh bột không rồi nhỉ, không đủ chất. Ừ, ăn ngon miệng quá nhỉ. để được lên cái bàn này ăn là tốt lắm rồi. Như cái gia đình toàn để dưới đất để ăn thì Long rất là muốn có cái quỹ để làm cái nền nhà này cho hai mẹ này, thì con cái ví dụ đi chân đất các thứ nó đỡ bẩn, mà ăn uống ví dụ như để cơm các thứ xuống đỡ, để xuống được trực tiếp đất này. Cái nhà này thì bé bé thôi, cứ khoảng 15 mét vuông thì đổ chả đáng bao nhiêu tiền vật liệu cả. Chủ yếu là cái tiền để vận chuyển lên đây thì hơi bị mắc một chút. Thế còn về số lượng vật liệu thì không có quá nhiều đâu. Nhà bên dưới kia có khoảng 7 triệu là đủ đổ, còn nhà bên trên này thì rẻ hơn, khoảng 3 chỗ dưới 4 triệu là đủ rồi. Trước sau gì cũng phải cố gắng sẽ làm giúp hai gia đình này. Hy vọng là các quý hảo tâm mới đồng hành cùng kênh. Thì việc đầu tiên là phải đổ cái nền nhà này cho sạch sẽ đã. Sau đó mới xem xu hướng nào phát triển kinh tế rồi. Cửa nhà cửa các thứ gọn gàng. Đấy. Nhà cửa sạch sẽ các cháu không có bị mắc các loại bệnh ngoài da các thứ nữa. Run sán nữa thì bắt đầu là lo đến kinh tế. Cuộc sống nó phải từ cái ngôi nhà của mình, nó phải tiến bộ từ trong nhà đi cơ. Thì những cái việc nương, việc dẫy của mình thì nó tiến bộ được. Đây các bạn ạ, hai mẹ, 11 người con. Đứa chỗ này 10 con, còn một con này trốn đi chứ không dám về nữa. Bé này thì bé lớn nhất của nhà chị Dua này thì ngoan và bạo lắm, chăm chỉ. Nhưng mà bé lớn của nhà chị Hầu thì hay bị ngại, toàn trốn đi đi. Cười. Chị Dua ơi, con mới đẻ này thi thoảng khoảng 8 rưỡi 9 giờ phải bế cháu ra ngoài trời có ánh sáng này. Chứ đừng có kiêng mà tránh ánh sáng mặt trời nhá. Xong là nhớ cái thuốc run đấy, em Sùng em dắt đi dắt lại rồi đấy, thì phải nhớ uống cho đúng cách hai mẹ nhá. Hầu nhá, tối nhớ uống thuốc nhá, cho các con uống thuốc nhá. Thương cái bé bị hỏng một mắt kia quá, nhìn trông khổ. Thế là hỏng một mắt kéo đến hết quãng đời còn lại rồi, chỉ dùng một mắt thôi. Cả gia đình ăn cơm nghỉ trưa này. Chiều có đi cắt cỏ hay làm gì không? Này đi bỡ đỡ người ta đúng không? Lại quanh quẩn với các bạn ở những công việc
hàng ngày ở trên bản làng vùng cao ở thế mà trồng ngô, làm cỏ, thu ngô, cắt cỏ trâu, cắt cỏ bò, trên này nuôi bò, cắt cỏ bò, cắt cỏ lợn, chăn dê. Đấy, quanh đi quẩn lại như thế, cơm nước hàng ngày. Có cơm ăn là những gia đình mà mình đến mà mình quay mà có cơm ăn như gia đình Hầu hôm nay ấy, là những cái gia đình khó khăn đấy mới có cơm ăn đấy, bởi không phải là, bởi vì tại sao các bạn thường thường nghe bảo là ăn ngô mới là nghèo, nhưng mà có những gia đình người ta trồng được nhiều nương ruộng thì người ta mới có ngô để ăn đủ cả một năm. Còn ví dụ như những gia đình như cháu Vàng, chị Hầu, chị Dính này là ngô có nhưng mà không đủ ăn cả năm, những tháng còn thiếu ấy là phải đi mua gạo về ăn đấy, chứ không phải cứ ví dụ như các bạn mà tình cờ đến một bản làng nào không thấy người ta ăn cơm thì nghĩ là nhà ăn cơm này có điều kiện hơn nhà ăn ngô đâu. Cũng phải đi làm thuê hoặc là ai cho tiền thì mới có tiền để đi đong gạo ăn, chứ không là lại phải nhịn đói đấy. Ngô không có mà, nên là cái diện tích canh tác của những cái gia đình khó khăn này rất là ít, không đủ ăn, không đủ chăn nuôi. Thôi thế nhá, cố gắng nhá. Tạm biệt các con à, bye bye nào. Đấy. Bé nào cũng sạch sẽ, xong là tẩy giun thuốc đầy đủ này, tuyệt vời rồi. Em mồ chế đây. Anh đi về đi Hầu. Đấy, các bạn ạ, vui lắm, như thấy những gia đình này cứ thấy hai anh em mình lên cái là mọi người chào đón rồi là mừng lắm, kiểu như là họ biết ơn ấy, nhưng mà họ không biết thể hiện ra bên ngoài như nào thôi, chứ còn những người ở đây họ thật thà và chất phát lắm, họ cũng biết ơn đấy. Một lần nữa thay lời cho hai gia đình của chị Dua và em Hầu này gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Thụy đang sinh sống tại Mỹ, đã gửi tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng. Cảm ơn một bạn giấu tên đã gửi bánh kẹo và thuốc run cũng như là xà bông tắm các thứ cho các cháu ở vùng cao này. Đây trời mưa rồi này, cháu lúa đã chạy đi thu ngô rồi. Bây giờ Long và em Sùng cũng xin phép quý khán giả được dừng máy tại đây, kết thúc video ngày hôm nay. Mình cất máy đi để di chuyển xuống, không là mưa lớn là đường này là đi bộ còn không đi nổi nữa, đừng nói là dắt xe máy các bạn ạ. Xin chào và gặp lại các bạn ở những số gần nhất trên kênh, trên những thứ phim kết nối yêu thương trên hành trình vùng cao này các bạn nhé. Xin chào. Đây là cái chuồng bò của chị Hầu như Long nói, ở trên vùng cao những cái khu vực bản làng này người ta hay có cái kiểu là làm chuồng chung, sau đó là nhốt chung, mỗi gia đình 1 ngăn. Thì sẽ tiết giảm cái vật liệu đi, cũng như là cái quá trình mà làm chuồng ấy, thì đỡ nhau làm, mỗi người một tay một chân thì nó sẽ đỡ hơn. Thứ hai nữa là cũng tiết giảm cái quỹ đất đi, chứ mỗi nhà làm một cái chuồng là cũng tốn đất phết đấy, làm chung thì đỡ hơn. Dưới này thì các cháu ấy đang thu ngô để mưa, có hạt mưa xuống rồi mà, nó xuống xem một tí xong về sau. Đường quanh queo này. Ở đây có cái nhà nào họ làm được cái nền nhà này khá là rộng này, họ dát cả đá, giải cả đá lối vào này, nhưng mà chưa thấy dựng nhà. Hay dài, nhà này họ làm được cái nhà đẹp nhỉ, cái nền nhà ấy, đường đi vào đâu ra đấy này, kẻ đá quá đẹp luôn. Đấy, đường đi vào là một cái lối đá nhỉ, cái lối đá này thì có điều kiện thì giải xi măng vào để xe máy đi lại dễ hơn, còn không có nữa mà đi bộ thì cứ để này cho đẹp, nó đỡ trơn. Đấy, cái mấy gia đình lân cận đây thì họ mượn cái nền nhà này để họ phơi ngô. Có hạt mưa xuống thì các cháu đang đỡ nhau thu vào đấy. Thế là bé gái đấy trốn đây được việc ghê nhỉ, trốn đây thì thu ngô luôn. Chào anh nhá. Mưa rồi, thu vào thôi nhỉ. Đợt này mưa gió, mưa nắng thất thường lắm. Mưa nắng thất thường vào đây à. Nắng thì một lúc nó lại mưa, khổ, trời đất chán thật đấy. Bà con cũng vất vả thêm.
đẩy đá lên. Tải. Đó, nó lại không mưa nữa rồi. Trời đất buồn cười thật. Thì còn một tí nữa để cho anh với các cháu thu đốt các bạn. Trời nó ngất ngất, nó không mưa nữa rồi. Mình xin phép được tắt máy tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn nhé.